Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video chữa bài đọc 7 câu. Và phần đầu của video này các bạn sẽ cùng đọc cái phần đoạn văn thứ nhất này để xem chủ đề của đoạn văn là gì. Cô sẽ có như sau này. Over the last several decades. Nhớ gì cả? Trong một vài thập kỷ qua. Nhớ cô có cái từ mới sau. Chứ cô có cái từ, đó là từ. Với từ phenomenon nghĩa là hiện tượng. Nhớ. Trong một vài thập kỷ, dịch là trong một vài thập kỷ trở lại đây, đúng không ạ? Thì cái xu hướng, có thể dịch là hiện tượng, có thể dịch là xu hướng cũng được, đúng không? Cái xu hướng có cái tên là Great Divorce. Rồi cô có cái từ đó là từ divorce, nghĩa là ly hôn, nhớ. Thế cô có cái từ Great là màu xám. Vậy thì cái cụm Great Divorce nghĩa là gì? Ly hôn xám. Ly hôn xám là một cái thuật ngữ mà muốn nói về những cái divorce, những cái cuộc hôn, những cái cuộc ly hôn của những couples, những cái cặp vợ chồng mà consistent. Thì chúng ta có cái cụm từ consistent gồm có, đúng không? Những cái cặp đôi mà trên 50 tuổi hoặc hơn, nhớ, đang trên đà gia tăng. Cô có cái cụm từ là be on the rise, nghĩa là trên đà gia tăng. Vậy cô dịch câu đầu này. Dịch là trong một vài thập kỷ trở lại đây, cái xu hướng ly hôn xám, nhớ, hay còn gọi là những cái cuộc ly hôn của những cái cặp vợ chồng trên 50 tuổi, nhớ, đang trên đà gia tăng. Nhớ, 66% trong những cái trường hợp divorce, ly hôn này, đúng không ạ? Initiated. Cô sẽ có cái từ initiate nghĩa là gì? Khởi xướng, bắt đầu, nhớ, động từ đấy ạ. Vậy dịch là 66% trong những cái cuộc ly hôn kiểu này, đúng không ạ? Là được gửi khởi xướng bởi những cái người vợ, nhớ. Chợ và at least, chúng ta có cái cụm từ at least và ít nhất là trong một cái cuộc khảo sát, hơn một nửa những người phụ nữ mà làm sao phản hồi trong cuộc khảo sát để nói rằng họ làm sao họ đề xuất ly hôn bởi vì họ bị làm sao họ bị bạo hành bởi chồng, nhớ. Giờ chúng ta sẽ thấy như sau. Vậy đọc cái phần đoạn văn này, cô sẽ thấy rằng là bài này của chúng ta sẽ là bài thuộc chủ đề về family, chủ đề về gia đình, đúng không ạ? Đấy là chủ đề lớn đấy nhá. Rồi sau khi xác định được chủ đề lớn của đoạn văn rồi, em sẽ làm cho cô trả lời các câu hỏi bên dưới. Chợ với cái câu số 1, nhá, xem cho cô xem là với cái câu số 1 này, nhá, người ta sẽ hỏi em câu hỏi như thế nào và nó sẽ là cái kiểu câu hỏi như thế nào trong cái dạng bài đọc hiểu. Và với cái kiểu câu hỏi đó thì em sẽ làm như nào nhé? Cô có như sau này. Cô có là which is the most suitable, chứ which is the most suitable title for the passage. Để dịch là cái nào dưới đây sẽ là tiêu đề phù hợp cho đoạn văn này. Vậy thì với cái câu hỏi về dạng câu hỏi tiêu đề đoạn văn, chứ thực ra nó chính là cái dạng câu hỏi về main idea, ý tưởng chính của đoạn văn. Bởi vì trên cơ sở em phải hiểu được ý tưởng chính toàn bài thì em mới rút ra được, em mới suy ra được tiêu đề của đoạn văn. Với cái dạng câu hỏi về main idea, dạng câu hỏi về ý tưởng chính của đoạn văn này, vậy chúng ta lên để cái câu này xuống cuối. Khi mà em trả lời tất cả các câu hỏi khác, gần như em đã hiểu được nội dung toàn bài rồi, thì em sẽ chọn cái câu này đúng hơn. Để cô ấy lại nhé. Bây giờ em sẽ làm cho cô với cái câu số 2. Chợ với cái câu số 2 là một cái câu hỏi về phần từ vựng. Với dạng câu hỏi về từ vựng thì em nhớ cho cô như sau ấy. Người ta không hỏi em từ đó có nghĩa là gì, mà người ta muốn hỏi em là cái từ đó ở trong cái ngữ cảnh đoạn văn này nó có nghĩa là gì. Vậy em sẽ tập trung cho cô như sau này. Em sẽ phải đọc cho cô ở trong cái đoạn văn số 3, đúng không ạ? Đọc cho cô cái phần thông tin mà có chứa cái từ, có chứa cái từ reprisal này, đúng không ạ? Rồi xem là ở trong cái phần đoạn văn đó thì cái từ reprisal có nghĩa là gì nhá. Cô có này, với cái từ là trouble nghĩa là gì? Chợ với cái từ trouble nghĩa là rắc rối nhá. Với từ trouble nghĩa là rắc rối. Rồi, thế còn ý B thì sao? Ý B của cô với cái từ, với từ assault nghĩa là gì? Chợ với cái từ assault nghĩa là hành hung, nghĩa là sàm sỡ. Nhớ, tiếp này. Cô sẽ có ý C thì sao ạ? Ý C với từ retaliation nghĩa là gì? Nghĩa là sự đánh đập, nhớ, sự bạo hành. Thế còn ý D của chúng ta thì sao? Ý D của cô với cái từ, với từ resurgent nghĩa là gì? Nghĩa là sự sống lại, sự hồi sinh. Nhớ. Vậy thì bây giờ em sẽ đọc cho cô đoạn văn số 3. Chờ đoạn văn số 3 cô sẽ thấy từ đó ở đây, đúng không? Bây giờ em sẽ đọc cho cô cái phần thông tin đó. Chờ bây giờ cô sẽ thấy như sau. Tức là em sẽ phải đọc cái câu này. Như cái câu này bắt đầu bằng in case, trong những cái trường hợp như vậy. Chờ trong các trường hợp,
Trường hợp vậy thì cô sẽ thấy trường hợp đấy là trường hợp gì? Vậy sẽ đọc cho cô cái phần thông tin phía trên nhá. Cô sẽ có như sau rồi. One of the most obvious. Cô có cái từ obvious nghĩa là rõ ràng, hiển nhiên nhá. Vậy dịch là trong những cái trường, trong những cái làm sao đấy ạ? Giờ cô sẽ có như sau. One of the most obvious red flags. Giờ cô sẽ có xem là với cái này của chúng ta sẽ dịch là trong những cái trường hợp mà theo cái kiểu nào mà người ta bảo là cắm cờ đỏ này. Chứ chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mà bạn nào mà đọc kỹ thì bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ không thể dịch xuôi cái cụm này được. Giờ với cái từ red là màu đỏ, đúng không ạ? Thế này cô có cái từ đó là từ flag. Với từ flag nghĩa là cờ. Vậy thì cờ đỏ tức là theo cái kiểu như nào? Ở trong ngữ cảnh câu này thì khi chúng ta dịch thì chúng ta sẽ phải dịch theo kiểu dịch thoát ý ra. Nhưng dịch thoát ý không có nghĩa là chúng ta sẽ dịch cho nó gọi là dịch thoát ý nhưng vẫn phải đảm bảo được cái không thay đổi cái ý chung, đúng không ạ? Cái ý không thay đổi cái nghĩa của cái ngữ nghĩa của cái câu này. Vậy thì cô sẽ dịch như sau, dịch là trong những cái, đúng không ạ? Dịch là một trong những cái tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất nhờ, của một cái relationship. Cứ có cái từ relationship nghĩa là mối quan hệ. Nhờ, mối quan hệ làm sao? Emotionally nghĩa là gì? Rồi cô sẽ có cái từ emotion nghĩa là cảm xúc. Thì cô có cái trạng từ. Với từ emotionally nghĩa là về mặt cảm xúc. Rồi nha. Tiếp này, cô có cái từ sau. Với từ abusive nghĩa là lạm dụng. Vậy thì với câu dịch là một trong những cái tín hiệu cảnh báo. Vậy nhớ cho cô, anh ấy cô cờ đỏ chính là tín hiệu cảnh báo này. Một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất, gì cả? Một trong những cái dấu hiệu cảnh báo dễ thấy nhất nhỉ? Của một cái mối quan hệ mà có cái abusive, có cái sự ngược đãi về mặt tinh thần, đó là sao đấy? Đó là a lack of. Thiếu cái gì đây ạ? Thiếu cái gì đây? Chúng ta sẽ có thêm một từ mới nữa. Với từ autonomy nghĩa là gì? Thiếu cái tính tự chủ nhỉ? Của a spouse nhỉ? Sorry for one spouse, một vợ hoặc là một chồng. Vậy cô sẽ dịch như sau, dịch thoát ý ra nhá. Dịch là một trong những cái tín hiệu cảnh báo dễ thấy nhất trong một cái mối quan hệ mà có cái sự ngược đãi về mặt tinh thần, đó là thiếu cái tính tự chủ, đúng không ạ? Ở mà gì ạ, cho nhờ, thiếu cái tính tự chủ của một người, nhờ, vợ hoặc là chồng. Với cái từ spouse nghĩa là vợ hoặc là chồng nhá. Và trong những cái trường hợp như vậy nhờ, khi mà cái, ở trong cái trường hợp như vậy thì một cái người đấy hoặc là vợ hoặc là chồng đấy, đúng không ạ, sẽ có quá nhiều cái control, cái quyền kiểm soát đối với người kia. Người ta dùng là the other là cái còn lại trong hai, người còn lại trong hai mà, nhớ ạ. Trong những trường hợp như vậy, nhớ, trong những cái trường hợp mà phụ nữ là nạn nhân đấy thì phụ nữ cần phải lúc nào cũng phải watch, phải cẩn trọng tới từng câu nói của mình, phải để ý xem mình mặc cái gì, đúng không ạ? Và lúc nào cũng sợ hãi bị làm sao? À, vậy mình có thể đoán được không ạ? Lúc nào cũng sợ hãi là mình bị làm gì đấy ạ? Nhờ chúng ta sẽ có như sau. Ý là câu với từ trouble nghĩa là gặp rắc rối, không phải. Đúng không ạ? Tiếp nhá. Nên cô sẽ có ý B của chúng ta nghĩa là gì? Chứ ý B của chúng ta với từ đấy có nghĩa là, lúc trước cô bảo từ đấy nghĩa là hành hung, sàm sỡ. Đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được là ở đây không phải là sàm sỡ, vợ chồng thì không nói là sàm sỡ. Đúng không ạ? Nên cô sẽ không chọn ý B. Nhớ thế này, thì từ đó cô sẽ có thể suy ra xem cho cô xem này. Xem cô cái từ risk với cái từ là reprisal, còn hai cái anh nữa thì em sẽ chọn đáp án là ý gì. Nhớ. Thì cô sẽ có ý C của chúng ta với nghĩa là bị làm sao lại bị đánh đập, bị bạo lực, bị bạo hành. Vậy thì cô sẽ chọn được ý C. Nhớ. Thế còn ý D nghĩa là sự sống lại, sự hồi sinh thì không phải rồi. Vậy thì với câu 2 cô chọn được ý C. Sau câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. Câu số 3 với cái dạng câu hỏi, nhớ cho cô như sau, với cái dạng câu hỏi bắt đầu bằng according to, dạng câu hỏi đọc giống, nhớ. Vậy nên nhớ cô rồi. Với cái dạng câu hỏi đọc giống, chúng ta sẽ làm theo cái phương pháp đọc giống. Phương pháp đọc giống như nào bạn sẽ theo dõi cho cô này. Theo như đoạn văn số 3, em tập trung vào đoạn văn số 3, nhớ. The situation, cô có cái từ situation nghĩa là tình huống, đúng không ạ? Và example, ví dụ được cung cấp là để làm gì. Vậy xem cho cô này, tìm cho cô trong đoạn văn số 3 có chỗ nào người ta có đưa ra một cái situation, một cái tình huống không? Nhớ. Xem cho cô xem có trong đoạn văn số 3 chỗ nào người ta đề cập đến situation, tình huống, đề cập đến example, đọc cho cô chỗ đó. Thì cô sẽ thấy ở trong cái đoạn văn số 3. Nhớ, ở trong đoạn văn số 3 chính là cái phần mà cô vừa đọc xong ấy. Đó, cô sẽ có như sau. Một trong những cái tín hiệu, đúng không ạ? Một trong những cái tín hiệu cảnh báo rõ nét nhất cho một cái mối quan hệ bị bạo hành về mặt tinh thần, đó là thiếu cái sự tự chủ của một người hoặc vợ hoặc chồng nhá. Và khi đúng không ạ, cái trường hợp như vậy thì một người sẽ có quá nhiều quyền kiểm soát áp đặt lên người kia.
Và trong cái trường hợp mà nạn nhân là phụ nữ đấy thì người phụ nữ lúc nào cũng phải cẩn trọng trong từng câu nói, đúng không ạ? Phải phải cẩn trọng cho cái việc ăn mặc, đúng không ạ? Và lúc nào cũng sợ bị đánh đập, bị bạo hành nhá. Rồi bây giờ bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Chúng ta đầu tiên là gì ạ? Chồng của cô ấy, đúng không ạ? Có những cái quy định, đúng không ạ? Có những cái quy tắc riêng, đúng không ạ? Thường là inconsistent, thường là không nhất quán mà cô ấy phải tuân theo, đúng không ạ? Hoặc không sẽ xảy ra conflict, xảy ra xung đột nhá. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này, đấy chính là cái, nhớ cho, đấy chính là cái situation, cái tình huống và cái ví dụ mà người ta đưa ra. Vậy thì cái tình huống và cái ví dụ người ta đưa ra đấy là để làm gì nhá? Là beginning. Nhớ, cô sẽ có từ sau này với cái từ đó là từ begin nhá. Begin là bắt đầu nhá, cô sẽ có danh từ với từ beginning, nghĩa là gì? Bắt đầu của, nhớ, của gì đấy, của một cái divorce, một cái cuộc ly hôn nhá. Một cái cuộc ly hôn theo cái kiểu golden, nghĩa là vàng, đúng không ạ? Yes and love. Basic là bắt đầu của một cái cuộc ly hôn nhợ trong những cái năm tháng vàng. Cái năm tháng vàng ở đây sẽ được hiểu như nào? Rồi chưa? Không phải năm tháng vàng son đâu. Mà trong hôn nhân thì người ta có cái quy định là những cái người mà sống, à những cái người mà chung, những cái cặp vợ chồng mà chung sống với nhau tới, đúng không ạ? Được 25 năm thì sẽ được gọi là những cái năm, sẽ được gọi là qua cái giai đoạn đạt tới cái giai đoạn bạc nhá. Những cái cặp vợ chồng mà chung sống với nhau, trong cái thời gian là 25 năm thì tới cái mức để tới cái năm thứ 25 đấy thì sẽ được gọi là cái mốc bạc. Thế còn nếu mà chạm tới cái mức 50 năm thì sẽ là cái mức vàng. Vậy thì có sẽ có như sau này, là bắt đầu của một cái cuộc ly hôn nhá, của năm tháng vàng. Tức là hiểu sẽ hiểu rằng là sống với nhau 50 năm rồi mới ly hôn. Nhưng mà không phải. Ở trong bài thì người ta bảo rằng là sao đây ạ? Nó là ly hôn xám là cái cuộc ly hôn, là cái ly hôn của những cái cặp vợ chồng mà tầm độ tuổi 50 hoặc hơn. Vậy là tầm độ tuổi 50 hoặc hơn chứ không phải là họ sống với nhau được 50 năm rồi ly hôn. Lên ý A của cô bỏ ngay từ đầu nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có ý B thì sao? Cho ý B thì cô với cái từ cô sẽ có như sau, với từ beginning nghĩa là bắt đầu thì cô có từ sau. Cô có từ ending nghĩa là kết thúc. Chợ kết thúc của một relationship, một cái mối quan hệ long standing, dài lâu. Không phải, đúng không ạ? Cái tình huống với cái ví dụ người ta đưa ra đấy không phải là kết thúc của một cái mối quan hệ dài lâu, nên là ý B của cô không phải. Chợ ý C của cô là cái tín hiệu cảnh báo về một cái cuộc hôn nhân mà làm sao để bị ngược đãi. Đấy chính là cái tín hiệu cảnh báo về cuộc hôn nhân bị ngược đãi về mặt tinh thần. Bị ngược đãi và tinh thần tức là bị thiếu cái quyền tự chủ. Một người có cái quyền hành, đúng không, áp đặt lên người khác toàn bộ, và người kia lúc nào cũng phải lem lép lo sợ, đúng không, lúc nào cũng phải cẩn trọng trong cái từng câu từ một, đúng không, phải để ý xem mình mặc gì, đúng không, lúc nào cũng sợ bị đánh đập nhá. Và sao đây ạ? Và cái người kia sẽ có quyền là đưa ra một số những cái quy tắc nhất định, mà những quy tắc ấy thường không nhất quán và bắt buộc người còn lại phải tuân theo. Nếu không tuân theo là sẽ bị tẩn ngay, bị đánh ngay, đúng không? Vậy đó sẽ chính là cái tín hiệu cảnh báo của một cái cuộc hôn nhân lạm dụng, một sau này một cái cuộc hôn nhân bị làm sao, bị bạo lực, bị bạo hành. Nhưng một cái cuộc hôn nhân gì cả, nó là cái tín hiệu cảnh báo của một cái cuộc hôn nhân bạo hành. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy sẽ là ý C nhá. Thế ý D thì sao đây ạ? Ý D chúng ta sẽ cũng phân tích như vậy, xem là thế tại sao mình lại chọn C mà lại không chọn D, nhớ ạ. Thì cô sẽ có ý D của chúng ta với cái từ sau. Với từ cho có nghĩa là gì? Cái cuộc đấu tranh nhá, của những cái người phụ nữ bị bạo hành trong hôn nhân. Không phải, cái ví dụ và cái tình huống đó không phải là cái minh chứng cho một cái cuộc đấu tranh của những người phụ nữ bị bạo hành trong hôn nhân. Nhưng ý D của cô chắc chắn là sai rồi. Sau câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Và câu số 4 sẽ là dạng câu hỏi về phần từ vựng. Với dạng câu hỏi về từ vựng thì em sẽ làm giống như cái câu số 2. Đó là em sẽ phải dùng ngữ cảnh của câu để đoán cho cô xem là cái từ in đậm này có nghĩa là gì nhá. Đó ạ. Vậy cô sẽ có như sau, tìm cho cô trong đoạn văn số 4, xem cho cô cái từ sau, nhớ xem cho cô cái từ với từ lâm ở trong đoạn văn số 4 gần nghĩa với từ gì bây giờ. Nhớ cô có ý A. Ý A với từ group nghĩa là gì? Nếu mà động từ nhá, dịch là gì ạ? Nhúp vào thành một nhóm, đúng không ạ? Cho nó vào một nhóm. Nhớ. Thế còn ý B thì sao? Ý B của cô với động từ blend nghĩa là gì? Nhớ, với động từ blend nghĩa là gì? Nghĩa là uốn cong, đó không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có, sau này cô có cái động từ là blend nghĩa là trộn lẫn, nghĩa là pha trộn.
Rồi tiếp này. Câu sẽ có như sau. Câu có ý C của chúng ta. Ý C với từ united nghĩa là hợp nhất vào. Nhớ, hợp nhất vào thành một thể thống nhất. Nhớ. Cẩn thận không mấy cái từ này cô nó là từ. Thực ra cái câu số 4 là cô cho cái kiểu theo cái kiểu là từ cùng trường nghĩa đấy. Đúng không? Câu này sẽ là câu khó này. Rồi thế còn ý D thì sao đây? Chờ ý D với từ merge nghĩa là sát nhập vào. Nhớ sát nhập tức là kết hợp hai hay nhiều thứ vào thành một thể thống nhất. Nhớ. Chờ thế còn ý C của chúng ta hay sao? Chờ ý C của cô với nghĩa là nhớ với cái từ united nghĩa là gì? Nhớ với từ united nghĩa là cùng kết hợp với nhau để tạo thành một cái đơn vị mạnh hơn. Nhớ không ạ? Thế còn ý B của cô nghĩa là trộn lẫn nó vào với nhau, pha trộn nó vào với nhau. Đúng không ạ? Thế còn ý A của cô là hợp thành nhóm, cho vào thành nhóm. Vậy thì với cái câu số 4, em sẽ xem cho cô như sau này. Chờ cái từ của chúng ta nó ở đầu đoạn văn số 4. Bây giờ em sẽ phân tích cái ngữ cảnh của đoạn văn số 4 cho cô. Cô có như sau, gặp lại từ này. Với từ emotionally nghĩa là gì? Về mặt tinh thần nhá. Rồi tiếp này cô có cái từ sau nhá. Cô có cái từ tính từ sau này nhá. Với từ abuse nghĩa là gì? Bị ngược đãi nhá. Women là phụ nữ. Vậy là những cái người phụ nữ mà bị ngược đãi về mặt tinh thần nhá, không thể và cũng không lên nhá, cho vào cùng một nhóm nhá, cho thành cùng một loại nhá. Cô có cái từ sau này. Bạn căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Với từ category nghĩa là gì? Thể loại. Vậy dịch cái câu dịch là những cái người phụ nữ bị bạo, dạ, những cái người phụ nữ bị bạo hành về mặt tinh thần đấy không thể và không nên gộp chung vào một nhóm duy nhất. Nhạ? Bởi vì sao? Những cái người phụ nữ như vậy thì có nhiều những cái xuất thân khác nhau. Cô có cái cụm từ là own work. Chờ với cụm từ own works of life nghĩa là gì? Có nhiều cái xuất thân khác nhau. Có nhiều cái cụm từ work of life. Chờ với cái cụm từ work of life nghĩa là địa vị xã hội khác nhau, tức là có cái công việc khác nhau, có chỗ đứng xã hội khác nhau. Vậy là những cái người phụ nữ như vậy đúng không? Có những xuất thân khác nhau, nhà có cái địa vị xã hội khác nhau. Vậy từ đó cô sẽ thấy nghĩa là gộp chung vào thành một nhóm để cô chọn được câu 4 là ý A. Sau câu số 4 chuyển cô sang câu số 5. Lại tiếp tục với dạng câu hỏi về according to, nghĩa dạng câu hỏi độc giống. Theo cái đoạn văn này thì cái điều gì dưới đây không đúng về cái mối quan hệ bạo hành về mặt tinh thần? Nhớ cho cô như sau. Người ta muốn hỏi em là cái nào dưới đây không đúng về cái mối quan hệ bạo hành về mặt tinh thần. Nhớ, chúng ta sẽ có như sau. Ý ở cô đó là cái sự bạo hành về mặt tinh thần đúng không ạ? Không. À sorry, cái sự bạo hành về mặt tinh thần có thể present. Chờ cô có cái cụm từ be present nghĩa là hiện diện đúng không ạ? Ở ngay từ lúc bắt đầu của mối quan hệ nhưng mà thường đúng không ạ? Thường làm sao đây ạ? Cái gì ạ? À? Cái dịch là cái sự ngược đãi về mặt tinh thần đấy có thể hiện diện ngay từ đầu, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ nhưng thường được che giấu một cách rất là khéo léo. Vậy em sẽ đọc cho cô xem là ở trong cái đoạn văn của chúng ta xem là có cái chỗ nào người ta đề cập tới cái vấn đề này không? Nhớ thì cô sẽ có như sau này. Cô thấy trong đoạn văn của cô có mặt của cái từ present. Nhớ. Cô có thấy có mặt của từ present. Thì cô sẽ thấy như sau này. Đây có thể là một cái từ khóa để cô đọc ở chỗ này. Nhớ gì cơ sau này. Cái kiểu bạo hành này. Nhớ ạ. Thường làm sao đấy? Có từ lúc bắt đầu của mối quan hệ. Nhưng thường được che giấu dưới danh nghĩa của tình yêu. Chợ của concern, mối quan tâm. Nhớ sorry. Của tình yêu, của sự quan tâm. Hay thậm chí là humor. Đùa thôi. Nhớ. Được chưa? Vậy cô sẽ có như sau. Vậy cô sẽ thấy được là cái kiểu bạo hành về mặt tinh thần có thể có ngay từ lúc bắt đầu của mối quan hệ nhưng thường được che giấu một cách tài tình. Vậy thì cô sẽ thấy là căn cứ vào cái phần thông tin này, đúng không? Dịch là cái kiểu bạo hành này thường có mặt từ lúc bắt đầu, thường hiện diện từ ngay lúc bắt đầu của mối quan hệ nhưng thường được che giấu dưới danh nghĩa tình yêu, sự quan tâm hay thậm chí là humor, đùa hài hước thôi. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý A đúng theo thông tin của đoạn văn nên cô sẽ không chọn ý A. Chờ ý B của sao? Hầu như tất cả mọi người đều có thể là nạn nhân của một cái sự bạo hành về mặt tinh thần nhá. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của cô ấy thì cô sẽ có như sau này. Nhờ chúng ta sẽ xem cho cô như sau. Nhờ chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần thông tin sau nhé. Nhờ. Nhờ cô sẽ có như sau này. Xem cho cô xem ở trong cái phần thông tin này. Nhờ cô sẽ có như sau này. Nó dịch là 66% đúng không ạ? Trong những cái kiểu ly hôn này là do những người vợ khởi xướng nhá, đúng không ạ? 66% nhớ nhá, người ta là 66% trong những kiểu ly hôn này là do người vợ khởi xướng nhớ, và ít nhất là
Trong cái cuộc khảo sát thì hơn một nửa phụ nữ phản hồi rằng là họ khởi xướng cái họ đề xuất ly hôn là bởi vì do bị bạo hành nhờ bởi người chồng nhớ. Rồi thế này chúng ta sẽ có những sao và trong trong hầu hết những cái trường hợp như vậy thì ly hôn là kết quả của cái bạo hành về mặt tinh thần đó quá. Rồi tiếp này chúng ta sẽ có như sau ấy. Đấy chúng ta sẽ đọc tiếp cho cô cái phần thông tin sau nhé. Chợ người ta có nói tiếp rằng người ta bảo rằng là cái tình trạng về chợ cái tình trạng về ly hôn sớm này đang trên đà gia tăng. Vậy từ tất cả những cái đó thì cô sẽ có là gần như hầu như tất cả mọi người đúng không ạ? Hầu như bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của cái bạo hành về mặt tinh thần ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của cô ấy. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là ý B của chúng ta có thông tin nhưng mình phải suy ra. Vậy thì mình nếu mà mình không sure, mình không chắc chắn thì mình để ý lại cho cô, thử cho cô ý C xem ạ. Nhờ ý C của cô là nhờ không có gì ạ. Ý C của cô dịch là thực tế là đúng không ạ? Nạn nhân không thể làm gì để mà có thể đúng không ạ? Để mà có thể win the favor. Nhờ để mà có thể thắng được đúng không ạ? Để mà có thể giành được cái quyền tự chủ đúng không ạ? Đối với cái người bạn đời mà bạo hành của mình. Vậy là trên thực tế là nạn nhân không thể làm gì để mà có thể thắng được đúng không ạ? Để mà có thể phản kháng được nhờ, để mà có thể giành lại cái quyền tự chủ của mình nhờ, từ cái người chồng bạo hành. Thì bạn sẽ xem cho cô ở trong cái phần sau của chúng ta này. Một trong những cái tín hiệu cảnh báo rõ nét nhất của cái mối quan hệ bạo hành về mặt tinh thần này đó là sự thiếu sự tự chủ đúng không ạ? Đối cho một người vợ, một người chồng. Và trong trường hợp này thì một người đúng không ạ? Một người có cái quyền kiểm soát đúng không ạ? Với cái người còn lại đấy nhá, đúng không ạ? Và sau đây người đấy sẽ đưa ra những cái quy tắc riêng đúng không ạ? Và phải tuân theo, nếu không có tuân theo thì sẽ bị ăn đánh ngay đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ suy ra được đó là thực tế là nạn nhân đúng không ạ? Khi mà đã nạn nhân tức là người đấy đã bị bạo hành rồi đúng không ạ? Thì nạn nhân trên thực tế là như không thể làm gì để mà có thể phản kháng lại với cái người chồng bị bạo hành đấy. Đó. Chợ thực tế là nạn nhân không thể làm gì để mà có thể win the favor. Chúng ta nhớ cho cô ấy rồi. Với cái cụm từ là win the favor của chúng ta sẽ được hiểu như nào đây ạ? Chợ giành được đúng không ạ? Với cái anh là win the favor. Như là dịch là giành được cái gì đấy ạ? Nhớ. Chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ win the favor, nghĩa là gì? Nghĩa là giành được cái sự công bằng đúng không? Mình có thể hiểu như vậy. Giành được cái sự công bằng đúng không? Giành được cái quyền tự chủ của mình từ cái người bị áp bức từ cái người bạo lực mình này. Như vậy gì cả? Trên thực tế là nạn nhân không thể làm gì để mà có thể giành lại được cái quyền tự chủ nhớ. Nhớ từ cái người chồng bạo hành của mình, từ cái người bạo hành mình. Vậy đấy, khi ở cái câu này bạn sẽ thấy rằng là các bạn ấy sẽ thắc mắc ý C về ý D đấy. Cô sẽ có như sau này. Chứ ý D của chúng ta là nạn nhân của bạo hành về mặt tinh thần không thể tìm ra cái lối thoát cho để mà tự yêu thương bản thân mình. Thì bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Ở trong cái phần đoạn văn cuối của chúng ta, nhờ cô sẽ có như sau. Chứ cô sẽ có xem là ở cái đoạn văn sau này, đoạn văn này cô sẽ có như sau. Nhớ ở trong cái đoạn văn, xem từ từ để cô kiếm xem nào. Ở trong cái đoạn văn sau của chúng ta nhớ, ở chợ chúng ta sẽ có xem này. Đó dịch là những cái người phụ nữ như vậy. Ở đây đọc cho cô cái đoạn văn cuối này thì cô sẽ thấy có cái phần thông tin đó. Để mình xem là chọn anh này là C hay là D nhớ. Cô sẽ có như sau nhá. Dịch là với cái anh là however, tuy nhiên đúng không? Tuy nhiên này, cái sự gia tăng trong những cái vụ ly hôn sám này nhớ, mà bắt nguồn từ cái sự bạo lực về mặt tinh thần đấy là một indicator, một cái tín hiệu đúng không ạ? Là một cái tín hiệu nhỉ? Là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là ngày càng nhiều người phụ nữ đúng không ạ? Làm sao đây ạ? Chứ ngày càng nhiều phụ nữ có khả năng để mà có thể tạo ra cái sự thay đổi nếu như họ cần nhỉ? Những cái người phụ nữ như vậy đúng không ạ? Đang làm sao đây nhỉ? Những cái người phụ nữ như vậy đúng không ạ? Đang dần khẳng định rằng ngược đãi trong hôn nhân, bạo lực trong bạo hành trong hôn nhân là không thể chấp nhận được đúng không ạ? Và những cái hành vi bạo hành sẽ không thể được tha thứ nhá. Vậy thì bạn sẽ căn cứ bằng cái phần thông tin đó đúng không ạ? Thì bạn sẽ thấy rằng là ý đề của chúng ta gì cả, nạn nhân của những cái vụ bạo hành gia đình đấy không thể tìm ra lối thoát để mà tự yêu thương chính mình là không phải.
Chứ họ đã tự tìm ra lối thoát cho mình bằng cách là kết thúc cái cuộc hôn nhân đó. Vậy thì ý D của chúng ta nói rằng là họ không tìm ra cái lối thoát cho mình là không đúng. Vậy thì cô sẽ trả như sau. Ở đây chúng ta tìm thông tin không đúng thì cô sẽ chọn được đáp án là ý D. Thế còn ý C của cô là trên thực tế là nạn nhân không thể làm gì để mà có thể giành được cái quyền tự chủ khi mà cái người đấy bạo hành mình. Vậy cô sẽ có như sau này. Trong cái bạo hành đấy thì một người sẽ nắm quyền, đúng không ạ, kiểm soát cái người kia, nắm cái quyền áp đặt lên người kia, đúng không ạ? Và cái người đấy làm sao lại nạn nhân bắt buộc phải làm sao? Bắt buộc phải tuân theo đấy nhá. Nạn nhân bắt buộc phải tuân theo những cái quy định đó, đúng không ạ? Những cái quy định mà theo kiểu là người chồng lập ra đấy. Mà nếu không tuân theo thì sẽ bị đánh, đúng không ạ? Và làm sao đấy ạ? Người chồng có cái quyền mà làm sao lại có cái quyền mà gọi là kiểm soát áp đặt người kia, đúng không ạ? Áp đặt lên vợ mình. Trở nên là người vợ phải bắt buộc phải cẩn trọng trong từng câu từ, phải trong cái việc đi đứng, trong cái việc ăn mặc, và lúc nào cũng sợ là bị làm sao, bị bạo hành. Đó. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý B của chúng ta đúng, đúng không ạ? Sau câu số 5 chuyển cô sang câu số 6. Với cái câu số 6, người ta sẽ hỏi em đây sẽ là dạng câu hỏi kiểu gì bây giờ nhá. Với cái câu số 6, người ta hỏi em cái từ this ở trong đoạn văn số 5 ám chỉ cái gì nhá. Và xem với cô xem ở trong đoạn văn số 5 này cái từ this này có nghĩa là gì. Vậy đây là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ. Với cái dạng câu hỏi đấy em sẽ đọc cho cô cái phần thông tin phía trước của nó. Những phần thông tin phía trước của nó cô sẽ có như sau này. Là những cái người phụ nữ, đúng không ạ, như là such as. Thì cô sẽ có anh là such as, như là những cái người đó. Và những cái người đó là những cái người gì đấy ạ? Thì cô sẽ có như sau này. Ngày càng có là gì cả? Những cái ngày càng có cái sự tăng lên về những cái vụ ly hôn xám đấy bắt nguồn từ cái vấn đề về bạo hành tinh thần này, đúng không ạ? Là một cái tín hiệu cho thấy rằng là người phụ nữ đang càng, đúng không ạ, đang càng làm sao đây ạ? Để cho những cái tín hiệu đấy cho thấy rằng là những người phụ nữ đang làm sao đấy, đang càng có khả năng để tạo ra cái sự thay đổi mà họ cần. Chợ những cái người phụ nữ như những cái người đó, và những cái người đó là những cái người gì đấy? Là những cái người, nhờ cô sẽ có như sau ấy. Bây giờ em sẽ xem với cô này. Đó là những cái người phụ nữ mà làm sao đấy mà đề xuất cái cuộc ly hôn xám này. Thì đọc kỹ lại cho cô xem có phải cái này không nhá. Cô dịch lại, dịch trôi chảy hơn này. Nhờ dịch thoát từ ra cho em này. Thì cô sẽ có như sau ấy. Tuy nhiên, đúng không ạ, sự tăng lên về số những cái vụ, những cái cuộc, những cái vụ ly hôn xám, đúng không ạ, bắt nguồn từ cái, những cái cuộc, sorry, cô dịch lại nhé. Dịch là tuy nhiên, đúng không ạ, ngày càng, sorry, dịch là tuy nhiên, chợ sự gia tăng về những cái số vụ ly hôn xám, những cái vụ ly hôn mà bắt nguồn từ cái bạo lực về mặt tinh thần đấy, là một cái dấu hiệu cho thấy rằng ngày càng nhiều phụ nữ, đúng không ạ, có khả năng để mà thay đổi theo ý mà họ muốn. Những cái người phụ nữ như thế, tức là những cái người phụ nữ mà làm sao đấy đòi ly hôn, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy là ý A, đúng không ạ? Những cái người phụ nữ mà bắt đầu cái cuộc ly hôn xám này. Thế còn ý B thì cô sao ạ? Những cái người phụ nữ trong cái mối quan hệ ngược đãi, dạ không phải. Chợ ý C cô là những cái người phụ nữ mà có cái cuộc ly hôn xám, không phải, đúng không ạ? Thế là những cái người phụ nữ mà trong những năm cuối đời, không phải. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 6 của chúng ta là ý A. Sau câu 6 chuyển cô sang câu số 7. Câu số 7 người ta bảo cái câu nào dưới đây đúng theo đoạn văn này. Đúng nhớ, bây giờ người ta hỏi là đúng theo cả đoạn văn này thì cái câu này chúng ta sẽ phải hiểu nội dung toàn bài này. Nhớ gì là khi mà người phụ nữ đã kết hôn sau 50 năm rồi thì họ sẽ vẫn, đúng không ạ, họ sẽ vẫn duy trì cái tình trạng kết hôn đó trong những năm cuối đời. Ý là cô dịch là khi mà, đúng không ạ, sorry dịch à, cô dịch là khi mà mọi người đã kết hôn ở cái độ tuổi ngoài 50 rồi. Khi mọi người mà kết hôn ở độ tuổi ngoài 50 rồi, dịch là khi mọi người đã kết hôn, đúng không ạ, ở cái độ tuổi ngoài 50 rồi thì họ sẽ vẫn duy trì cái cuộc hôn nhân đó đến độ tuổi xế chiều. Vậy không phải, đúng không ạ? Ở đây người ta bảo rằng là dù có sau 50 tuổi rồi thì người ta vẫn chấp nhận ly hôn bình thường, và người ta không thể chịu đựng, người ta không chấp nhận cái việc là bạo hành gia đình như thế, nhưng mà không phải bạo hành trong hôn nhân như vậy. Vậy cô sẽ không chọn ya. Ý B của cô phải sao? Ý B của cô với anh là bí B của cô với từ là unlike, không giống như những cái bạn, chợ gì là không giống như những cái, chợ những cái cuộc ly hôn của các bạn trẻ. Thì có những cái vấn đề về tài chính cần phải consider, cần phải xem xét cân nhắc, đúng không ạ, trong những cái cuộc ly hôn xám này.
Vậy bạn sẽ xem cho cô xem là không giống như những cái vụ ly hôn ở những người trẻ tuổi thì có những vấn đề về tài chính phải được suy xét trong cái vụ cuộc ly hôn xám này. Thì cô sẽ thấy ở trong cái phần thông tin sau, đoạn văn cuối này. Nhờ ly hôn xám thường phức tạp hơn so với ly hôn giữa những cái cặp vợ chồng trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cặp vợ chồng già thường có nhiều những cái vấn đề về gì đó. Bởi vì những cái cặp vợ chồng lớn tuổi thường có tài sản chung của vợ chồng. Và những cái mối quan tâm, những cái mối bận tâm như là tiền tiết kiệm, đúng không ạ? Tiền tiết kiệm dưỡng già, đúng không ạ? Thường là làm sao? Thường more pressing, thường cấp bách hơn. Vậy thì cô sẽ thấy được là căn cứ bằng phần thông tin đó thì B của chúng ta đúng. Ý C của cô tại sao không đúng này? Ý C của cô là xấp xỉ, đúng không ạ? Một nửa những cái cuộc ly hôn xám là do phụ nữ khởi xướng, là do phụ nữ đề xuất. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau. Ở trong phần thông tin trong bài cô là 66% những cái kiểu ly hôn xám này là do phụ nữ đề xuất. Nhờ vậy thì cô sẽ thấy là 66% thì phải là hơn một nửa chứ không phải xấp xỉ một nửa. Nên ý C của cô sai. Chờ ý đề cô là số lượng của những cái vụ ly hôn giữa những cái cặp vợ chồng ở cái độ tuổi này đang làm sao, đang báo động nhá. Vậy thì cô sẽ thấy được ý đề cô là số lượng của các cuộc ly hôn giữa những người ở độ tuổi về hưu đang sắp đang theo kiểu là nhờ, đang theo kiểu à, từ cô có cái từ sau này nhờ, cô có cái từ đó là từ với cái từ đó là từ vent nhờ, với cái từ là one thì cô sẽ có cái từ đó là từ one này nhờ, từ đấy cũng cô không phải là báo động, sorry em nhờ. Nhờ cô sẽ có từ này của chúng ta, động từ của nó là như này nhờ, động từ của nó là went, ok nhờ, động từ nó là went và nó sẽ đổi thành là went này, nó đổi thành went này nhờ, sorry cô nói lại này, cô có cái động từ sau của chúng ta, động từ là when và đổi thành when này. Động từ when của chúng ta nó sẽ bằng với từ là từ decrease, ok? Bằng với cái từ decrease nghĩa là giảm. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý đề cô dịch là số lượng của các cuộc ly hôn, đúng không ạ? Ở những cái người ở cái độ tuổi về hưu, độ tuổi xế chiều này, đúng không ạ? Đang giảm dần. Nhưng mà ở trong bài của cô thì nó lại là on the rise, đang trên đà tăng lên cơ. Ý đề của cô sai. Mình quay lại cho cô với cái câu số 1. Vậy tiêu đề phù hợp cho đoạn văn này là gì? Ý là cô là thay đổi, thái độ đang dần thay đổi, sorry, ý là cô dịch là thái độ về hôn nhân đang dần thay đổi, không phải, đúng không ạ? Thế là ý B của cô là bạo lực gia đình và các cuộc ly hôn xám, bạo lực gia đình và ly hôn xám. Cho ý C của cô đó là bạo lực về mặt thể chất, về mặt tinh thần, về mặt tài chính. Ở trong này thì người ta chỉ đề cập tới cái vấn đề đó là vấn đề về bạo lực gia đình, nhưng mà chủ yếu là bạo lực về mặt tinh thần thôi, nên C của cô không phải. Trở tiếp này, ý đề của chúng ta thì sao hả? Ý đề cô đó là cái lĩnh vực xám của một cái cuộc ly hôn xám. Ok, ý đề cô dịch như vậy. Dịch là, sorry, cô có cái từ đó là từ grace. Dịch là, cô dịch là cái lĩnh vực xám của một cuộc ly hôn xám thì nghe nó có vẻ rất là buồn cười đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ hiểu này. Với cái từ gray của chúng ta này, sẽ hiểu thoát ý ra. Nhớ. Vậy thì ngoài cái nghĩa là màu xám ra, thì nó còn có nghĩa nữa là mơ hồ, nghĩa là không rõ ràng nhớ, đúng không ạ? Nghĩa là mơ hồ, nghĩa là không rõ ràng, đúng không ạ? Hoặc là nó mang ý nghĩa là không mấy interesting, không mấy thú vị, không mấy hấp dẫn. Vậy cô sẽ có dịch ý đề dịch là cái, đúng không ạ? Dịch là cái khía cạnh không mấy thú vị của một cái cuộc hôn nhân xám. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý D của chúng ta cũng không đúng theo rồi, thông tin trong bài rồi. Vậy cô sẽ chọn được ý B. Ý B của cô chính là đây đề cập đến vấn đề về bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình dưới cái hình thức đó là sao đây ạ? Đó là một người có cái quyền, đúng không ạ? Có cái tất cả mọi quyền hành, còn người kia giống như kiểu là nô lệ của cái người còn lại đấy, đúng không ạ? Một cái người trong cái cuộc hôn nhân mà không có, đúng không ạ? Không có cái quyền tự chủ cho cái người còn lại, một người có cái quyền áp đặt mọi thứ lên người kia. Đấy nhá. Và vì cái bạo lực về mặt tinh thần trong gia đình, đúng không? Bạo lực gia đình đấy nên dẫn tới, đúng không? Cái những cái vụ ly hôn xám. Ly hôn xám là ly hôn giữa những cái người ở cái độ tuổi xế chiều rồi. Ok.